ngọn gió nào thổi trực đến đây vậy ta? Trực trực chờ hoài có lâu không? Lâu đâu mà lâu. Trực chờ hoài mới có 1 tiếng đồng hồ à. Tội nghiệp dữ luôn. Hẹn người ta mà không chịu hẹn đâu quán cà phê cho nó tiện. Tự nhiên đến đây chi vậy? Tự gì trực đâu có dám làm phiền hoài đâu. Trực tới đây trực đưa cái là trực đi liền à. Hoài ơi, hoài cầm cái này giùm trực nghe hoài. Tự nhiên mua quà tặng ta kỳ quá. Tự nhiên tặng quà cho ta chi làm cho người ta chạnh lòng. Hoài ơi, trực muốn nói với hoài một câu thôi. Hoài làm chim câu cho trực nghe. Hoài đưa cái này cho Dạ Ngọc giùm trực ha. Sao ông đưa cho bả này, ông đưa ông gửi tôi làm gì? Thực ra thì trực sợ là Dạ Ngọc từ chối coi vậy, chứ Dạ Ngọc cũng hay ngại lắm. Chỉ nhờ hoài hoài giúp giùm trực nha hoài. Trực chỉ trông chờ với hoài thôi, giúp trực nha hoài. Hoài hoài còn cái này là quà của mộng hoài nè, 3 phiếu spa. Hoài ơi, hoài đi thư giãn massage nha, chứ thời gian gần đây đó da nhăn dữ lắm rồi. Cảm ơn. Trực về nha hoài, cảm ơn hoài nhiều nha. Gì? Hả? Gì? Cái quà này của mẹ con đúng không? Ủa sao con biết vậy? Thôi kệ con đi. Nếu mà quà của mẹ con á, dì đưa cho con đi. Con đưa cho mẹ không cho. Thôi để dì đưa cho mẹ con luôn. Thôi chỉ mất công. Bây giờ mẹ con không có ở nhà, dì qua lại rồi mất công lắm. Con ở nhà con đợi mẹ con về con đưa cho mẹ con luôn. Thôi vậy cho tiện ha. Dạ cũng dù sao cũng là quà của mẹ con mà. Rồi nè. Còn cái này của dì. Dạ. Dạ con cảm ơn dì nha. Rồi đưa cho mẹ con ha. Dạ. Ủa sao ngủ chị ta? Nó mới về mà tại sao nó biết cái quà đó của mẹ nó? Kể đi chuyện gia đình ta. Ủa về rồi ha. Mẹ làm gì vậy? Ủa gì vậy con? À, cái này là... Quà hả? Quà của Đăng Thanh đó mà. Có gì? Quà của Đăng Thanh. Ai gửi cho nó? Một người đàn ông đó gửi cho Đăng Thanh, con cũng không biết nữa. Trời đất ơi. Đâu mẹ coi. Dạ. Mẹ coi. Quà, người đàn ông gửi cho Đăng Thanh. Dạ. Có nghĩa là con trai. Ủa nó có chồng rồi mà con. Hả? Con gái có chồng rồi mà tại sao con trai lại còn gửi quà là sao? Cái kiểu này là con phải coi lại nha. Hay dù cho là bạn cũ đi chăng nữa hay là người yêu đi chăng nữa cũng không có đủ tư cách để gửi quà cho một người con gái đã có chồng. Mà cái người gửi quà này cũng thuộc dạng không vừa đâu nha, mới dám xách cái mặt lại đây gửi quà. Con làm chồng vô nhiều cái kiểu đó đó hả? Dạ con thấy bình thường mà mẹ. Ê con thì không lẽ là đàn ông với phụ nữ không lẽ không có mối quan hệ bạn bè hả mẹ? Mẹ ngạc nhiên con dễ sợ luôn á. Vợ của con mà. Sao dạ. Người, con trai nó gửi quà tới cho vợ con mà mặt con tươi tắn, con cười như không có chuyện gì vậy? Hả? Con phải biết cách dạy vợ chứ. Không lẽ bây giờ cái gì mẹ cũng dạy con hết hay sao? Chứ bây giờ có một người đàn ông nào tặng quà cho mẹ, mẹ có lấy không? Không bao giờ. Người phụ nữ có chồng rồi là không bao giờ được phép nhận quà của bất cứ một người đàn ông nào. Quên đi, hiểu đúng không? Đúng rồi, con cũng nghĩ giống mẹ. Ừ. Mình là phụ nữ đã có chồng rồi, một người đàn ông mà tặng quà cho một người phụ nữ đã có chồng mà gia đình của họ đang sống hạnh phúc yêu thương nhau đó, như vậy là có cái gì đó không trong sáng. Đúng rồi, tốt nhất là không nên nhận. Nhận chi? Đúng hả? Bởi vậy thằng này ở ai vậy không biết nữa, nó không phải là mẹ khó khăn ít oi hẹp hòi gì, nhưng mà phải điều tra đó. Tốt nhất là bây giờ như vậy. Dạ. Mở cái hộp quà ra đi mẹ, để coi biết cái thằng nó tặng cái gì để mình nói chuyện với con Đăng Thanh. Phải có lý do không mới bắt lỗi được nó chứ con. Ý của mẹ là bây giờ con với mẹ cùng mở món quà này ra coi. Phải. Mày phải vậy mới dạy vợ mày được chứ. Hèn quá đâu có được. Thì tùy mẹ. Mẹ thích mở thì mẹ cứ mở.
đừng có chọc giận mẹ nghe. Nãy giờ chuyện của nó mà nó cứ cười tươi cái mặt lên là nghe, bực bội lắm rồi đó à. Trời ơi, thấy chưa, gối cẩn thận dễ sợ luôn, chỉnh chu coi nè, trân trọng dễ sợ không, đẹp nữa rồi gì nè, chắc chắn là người yêu cũ đó con. Con nói thiệt cho mẹ biết nha, cái món quà này á không phải của Đăng Thanh đâu, mẹ chỉ có nói giỡn với mẹ thôi. Chứ quà, quà của mẹ á. Ủa, ai gửi mẹ vậy ba? Dạ, con hả? Thì không phải, của chú Minh Trực nào á, nhờ con Mộng Hoài á gửi cho mẹ đó, con thấy nên con nhận luôn. Chú Minh Trực. Dạ. Mẹ, chú Minh Trực là gì của mẹ? À, bạn học cũ của mẹ ngày xưa. Trời ơi, tính tặng quà chi vậy ta? Thì con cũng không biết nữa, hay bây giờ hai mẹ con mình mở thì ra coi coi. Thì mình coi quà mình mới biết chú Minh Trực tặng cái gì chứ. Kỳ cục quá. Mở ra làm gì? Kệ đi, trả lại đi, không có mỏ. Trả lại. Mẹ không có cần biết ở trong này lấy gì đâu. Thôi trả lại cho chú được không? Bỏ vô trả lại đi nha. Đúng rồi, mẹ là mẹ của con mà. Gia đình mình đang hạnh phúc mà, tự nhiên chú Minh Trực tặng quà cho mẹ, kỳ cục đúng không ạ? Tốt nhất là mình không nên nhận. Bây giờ mẹ để đây đi, xíu nữa con đem con trả lại cho chú Trực. Dù sao á, mẹ con cũng có giá lắm chứ bộ, nó phải ai tặng quà cũng nhận nó đúng không mẹ? Vậy thôi, để đây nha, con lên thay đồ cái xíu, chiều chiều con đem trả. Đem trả gì mẹ nghe. Dạ. Mà gì trong đó vậy ta? Cái ông này tự nhiên đi tặng quà cho người ta. Mở ra để con biết cái gì trong này. Mà tức quá giờ sao? Con, mẹ đem đi trả liền. Đem đi trả liền nha. Em trả thì liền. Để nó đi, con để quên điện thoại thôi à. Vậy hả? Mẹ ngồi đọc sách đi ha. Có gì tiện đường con gửi trả cho chú nha. Để ở đây đi, có gì xíu chiều con trả cho. Ngầu quá. Gì chủ nó tới. Trực tới đây nè. Mời Trực ngồi. Chào Mộng Hoài. Chào Trực. Ai vậy Mộng Hoài? Đây là Tôm, con của dạ Ngọc á. Thơm chứ không phải là Tôm. Chào con. Con chào chú. Ngày hôm nay con hẹn gặp chú ra đây để trả lại món quà mà chú đã tặng cho mẹ con. Thưa chú, kể từ bây giờ con nói cho chú biết, mẹ con sẽ không nhận bất kỳ món quà từ người đàn ông nào khác ngoài ba của con. Mong chú hãy tôn trọng ý kiến của mẹ con. Thôi mà, đây là món quà bình thường thôi con, giữa những người bạn á, tặng cho nhau thôi. Con làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Đúng rồi đó con. Chú với mẹ con là bạn học cũ, cũng giống như món quà đây nè. Chú mong là con đừng có hiểu lầm. Dạ. Theo như chú nói, chú là bạn học cũ của mẹ con, chứ gì Mộng Hoài. Vậy tại sao chú tặng quà cho mẹ con mà không tặng quà cho gì Mộng Hoài? Chạnh lòng. Chú à, nếu bây giờ con đặt một giả thiết, có một người đàn ông nào đó tặng quà cho vợ của chú, chú thấy có bình thường không chú? Thì chú cũng đâu có thấy cái gì đâu con. Chú hoàn toàn trong sáng mà. Thì thôi, nếu như mà gia đình con thấy khó chịu đó, thì thôi cho chú xin nhận lại món quà. Thì cho chú gửi lời xin lỗi mẹ con nha. Khoan đã. Chú à, bây giờ chắc chú không ngại mở món quà này ra đâu đúng không?